Xin chào mọi người, em lại tiếp tục phát quất cho mọi người đây ạ. Quất Tết, hàng 300k nhé mọi người nhá. Hàng 300k một cây, cây rất là đẹp, quả to nhá, hàng quả to đẹp nhá. Chào Hoàng Việt Dũng, chào Vũ Đinh 717 ạ. Đợt này em làm cho các bác ngộ độc quất rồi, ngộ độc quất quýt rồi. Các bác vào like của em chỉ có xem quất mới quýt thôi. Em quay nốt live stream này liên quan đến quất quýt nhá. Hôm qua đi mưa thì phát máy ốm ngay. Chào 6 bác đang xem live của em ạ. Cây đẹp xuất sắc này. Cây đẹp xuất sắc nhá. Tám bác ơi, các bác đang xem này của em ơi, các bác cho em xin ít tim, ít thả like, thả ít tim cho em đi ạ. Mỗi bác cho em xin ít like, ít tim thì em động được em phát đây. Em bị đau họng từ hôm qua em đi dầm nước mưa mà em đau họng ơi, đau họng luôn. Đau họng lắm ấy nhưng mà vẫn phải cố bán để cho nó hết hàng đi. Em còn một ít dù 50 nhá. Hỏi thông tin về giá buôn mà trả thèm rét tin nhắn. Anh ơi, bởi vì em bận ấy, nên là nhiều khi tin nhắn bị trôi mất ấy, nên là mọi người cố gắng là nếu mà em chưa trả lời thì mọi người nhắn tin tiếp nhá. Em bán cái hàng này là 300k một cây nhá mọi người nhá, 300k một chậu ạ. 300k một chậu nhá. Cao cây 1m2, 1m3 nhá. Cao cây 1m2, 1m3 tính cả chậu nhá. 300k một chậu thôi. Hàng này em bán 300k một chậu nhá mọi người nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhá. 0969 162 214 ạ. Hàng này em bán giá là 300k một cây. Cây rất là đẹp nhá các bác nhá. Cây rất là đẹp, rất là xinh này. Em bán giá là 300k một cây nhá. Cao cây tính từ mặt đất lên là khoảng tầm 1m 2, 1m3 ạ. 1m2, 1m3 có một số cây là đuối hơn một tí. Quất quả to luôn nhá, chứ không phải hàng lại kém đâu. Quả rất là to luôn. Hàng đẹp mã luôn đấy ạ. Đấy. Cả chậu và cây ạ, đúng rồi nhá các bạn nhá. Cây này là dù này là dù 50 nhá. Chậu này là chậu 50 này, em đo chậu này. 20 này. 40, 50 là dù 50 ạ. Dù 50 nhá, dù 50. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 đã giúp em nhá. 0969 162 214 ạ. Cảm ơn anh Xuân Triều 6969 đã chia sẻ video like của em ạ. Các bác đang xem like, mỗi bác cho em xin thả cho em xin ít tim ít like ạ. Cho em xin một ít tim ít like các bác ơi. Các bác thả tim thả like cho em đi ạ. 153 bác đang xem này, thả tim thả like cho em ạ. Bác nào chưa follow thì cho em xin được follow nhá. Bác nào chưa follow em thì cho em xin được follow. Bởi vì ngoài cái quất này ra nhá, ngoài cái mặt hàng quất này, nhà em Tết này, nhà em chạy quất này, bưởi này, cam vườn canh này. Nhưng ngoài các mặt hàng này ra thì qua mùa này thì nhà em lại chạy những mặt hàng khác nữa. Qua mùa này thì nhà em có mộc hương, mẫu đơn, hoa hồng, rất nhiều các loại khác, hoa cây cảnh khác. Phục vụ các bác cả cây cảnh, cây công trình, hàng lền, hàng lá đấy ạ. Bác nào có niềm đam mê về cây cối thì các bác cứ inbox cho em nhá. Inbox cho em. Các bác nào có niềm đam mê với cây cối, các bác cho em xin một lượt follow nhá. Các bác cho em xin lượt follow bởi vì có rất là nhiều mặt hàng mà các em nghĩ là các bác sẽ cần đấy ạ. Cảm ơn các bác đã follow em, cảm ơn bác 199, bác 985 ạ. Cảm ơn Vân Thanh 737 ạ. Ngoài quất này ra, quất cam bưởi Tết này ra thì nhà em còn nhiều mặt hàng khác nhá. Sung lép siêu quả này, mẫu đơn này, hoa hồng, mộc hương, mộc lan, nho thân gỗ, có rất là nhiều luôn. Em ở Văn Giang Hưng Yên nhá, mẹ sở Văn Giang Hưng Yên ạ. Thôn Hoàn Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ạ. Hàng này em giờ hàng này hàng dù 50, em xỉ là 300k một cây nhá mọi người nhá, 300k một cây ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em